Tử vi tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991, tháng 8 âm lịch năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, nếu biết trước những gì sẽ xảy ra với mình trong tháng 8, quý vị có thể chuẩn bị được sẵn sàng tinh thần để đối mặt. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ tử vi của tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 trong tháng 8 âm lịch. Phương pháp này đã được khoa học và lý giải cặn kẽ, logic về vận hạn của con người. Ngoài việc xem cho mình, mọi người có thể nắm rõ được vận hạn của bạn bè, người thân xung quanh qua các video của chúng tôi. Còn trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ tử vi của tuổi Tân Mùi sinh năm 1991. Qua đó, mọi người có thể nắm bắt được cuộc sống của mình về các mặt chính như tiền bạc, công danh sự nghiệp, tình duyên, giả nạo và sức khỏe có thuận lợi và may mắn hay không. Qua đó, mọi người sẽ có những bước đi vững chắc cho tương lai của mình. Sau đây sẽ là phần luận giải về lá số tử vi của tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 trong tháng 8 âm lịch. Và trước khi tìm hiểu cụ thể, mọi người đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin mời mọi người hãy tiếp tục theo dõi chương trình. Sau đây là phần tổng quan của gia chủ Tân Mùi sinh năm 1991, tháng 8 âm lịch năm 2021. Người tuổi Tân Mùi 1991, mệnh lộ bằng thổ, là người tâm địa hiền lương, có ý chí trách nhiệm cao. Vẻ ngoài mềm yếu nhưng nội tâm mạnh mẽ, cứng cỏi, họ thích lập sẵn kế hoạch trước khi làm bất cứ điều gì. Ước mơ của tuổi Tân Mùi tự mình gây dựng cơ nghiệp, nhờ vào tài năng và quyết tâm của cá nhân, họ hoàn toàn có thể biến điều này trở thành hiện thực. Tân Mùi sinh năm 1991, đây là con người của sự chí khí, cởi mở, có số lập nghiệp cơ đồ, hưởng vinh hoa phú quý. Tuy nhiên, để được đắc lộc thì Tân Mùi thường phải trải qua sự khổ trước sướng sau, vậy nên đây là một trong những tuổi sẽ gặp nhiều tai ương, vất vả, lên voi xuống chó trong những giai đoạn đầu đời. Tháng 8 âm lịch, tuổi Tân Mùi gặp phải không ít khó khăn trong công việc cũng như trong chuyện tình cảm, vận trình biến động khá lớn. Tháng này là chuỗi ngày dài đằng đặc với những thăng trầm trong chuyện tình cảm, tinh thần sa sút, bản mệnh khó lòng có được những điều mình mong muốn. Xét về đường công danh, sự nghiệp, trong tháng này bản mệnh khá vất vả để tìm chỗ đứng của mình trong doanh nghiệp. Công việc không suôn sẻ dẫn đến tài lộc không như ý, phải thật sự tiết kiệm, có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Tân âm kim gặp đinh âm hỏa nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, gia chủ Tân Mùi sẽ dễ có được tài lộc, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý cẩn thận xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận, có thể dẫn tới chia tay, các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Thứ nhất về sự nghiệp, quan vận. Tháng này là tháng khó khăn đối với những người tuổi Tân Mùi sinh năm 1991. Công việc của con giáp này bắt đầu sa sút, bản mệnh gặp phải đủ chuyện phiền phức rắc rối, không thể nào kiểm soát được tình hình. Dù bản mệnh đã cố gắng để có thể đảm bảo được tiến độ công việc, nhưng không được như ý. Bản tính thiếu quyết đoán, nên có khi đứng trước cơ hội trời cho, bản mệnh lại chẳng hề hay biết. Thay vì tin lời người tốt, thì lại nghe theo kẻ xấu. Cuối cùng, mọi sự đều hỏng bét. Quá cảm xúc trong những chuyện cần đến lý trí, những người tuổi Tân Mùi sẽ mắc sai lầm, con đường công danh sự nghiệp, vì thế vừa khởi sắc đã có dấu hiệu sụt giảm. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Tân Mùi để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai về mặt tài lộc và tiền bạc. Xét vận trình tài lộc tháng 8 năm 2021 âm lịch, họa phá tài đang ập đến, tuổi Tân Mùi xui xẻo hết lần này đến lần khác, tổn hao tiền bạc. Bản mệnh không để dành được là bao, tiền cứ vào túi hôm trước, hôm sau là hết. Tiền có thể bị trộm mất, bị rơi mất,
bị lừa mất, thậm chí do bị phạt hay tiêu dùng cho việc khám chữa bệnh. Gia chủ có thể phung phí tiền bạc cho những thú vui hoang đàng, tự lo rằng bản thân đang biết hưởng thụ cuộc sống, nhưng thực chất lại chẳng hề quý trọng đồng tiền mà mình làm ra. Chẳng những vậy, luôn có bóng dáng tiểu nhân rình rập, chỉ chờ con giáp này phạm sai lầm là lấy mất tiền bạc ngay trong tay bản mệnh. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe người tuổi Tân Mùi tháng 8 âm lịch không được tốt, do sự nghiệp gặp trở ngại nên gia đình phải lo lắng, suy nghĩ nhiều hơn. Có những lúc gia chủ cảm thấy rơi vào bế tắc, hãy làm chủ cảm xúc suy nghĩ của mình, sau đó đưa ra những quyết định đúng đắn. Thời gian này bản mệnh nên làm việc ít đi, đừng làm việc quá căng thẳng, di chuyển nhiều nên khó tránh khỏi việc mệt mỏi. Ngoài ra, nên chú ý giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi vừa sức để không bị thiếu tỉnh táo mà gặp phải tai họa bất ngờ. Tuổi Tân Mùi còn khá trẻ, thường bị cuốn vào công việc, tình yêu mà quên mất việc chăm sóc bản thân. Thời gian này, gia chủ nên có một chế độ nghỉ ngơi, ăn uống, luyện tập nghiêm túc với chính mình. Nên tham gia các hoạt động tập thể, đọc sách, đi dạo để tinh thần được thoải mái. Gia chủ Tân Mùi hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ Tân Mùi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Bước sang tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu, tuổi Tân Mùi vẫn đang loay hoay để tìm lối đi cho chuyện tình cảm. Có nhiều vấn đề phát sinh và không muốn để lỡ mất cơ hội hạnh phúc nên cố dấn thân, song cũng không có nhiều hy vọng. Tuổi Tân Mùi có thể sẽ tự đẩy người mình yêu ra xa vì những suy nghĩ tự ti, thiếu sáng suốt của mình. Người ấy không hiểu được những cảm xúc hiện tại, cũng cố gắng để bản mệnh chia sẻ mà không thành công. Con giáp này có thể tìm vui bên bạn bè xấu, khiến cho quan hệ giữa bạn và người ấy ngày càng xấu đi. Bản mệnh là người ham vui, đôi khi quên mất trách nhiệm của mình với gia đình, người thân, khiến cho người ở bên cạnh không khỏi thất vọng. Người độc thân dễ u mê trong chuyện tình cảm, có khi đâm đầu vào ngõ cụt mà cứ ngỡ mình đang sắp tìm thấy đường ra. Cẩn thận, kẻo bị lừa gạt cả tình lẫn tiền mà cũng chẳng hề hay biết, còn nghĩ mình đang sống trong hạnh phúc. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2021 tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu. Tháng 8 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 8, kết thúc vào ngày 29 tháng 8, tức ngày mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 10 dương lịch. Tháng 8 Đinh Dậu nạp âm Sơn Hạ Hỏa, ngày Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu, tị thành kim cục, xung Mão, Hình Dậu, Hại Tuất, Pha Tý, Tuyệt Dần. Đối với người tuổi Tân Mùi, tháng 8 âm lịch cần tránh các ngày. Ngày âm lịch mùng 8 tháng 8, tức ngày 14 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Ất Sửu, nạp âm Hải Trung Kim. Ngày âm lịch 20 tháng 8, tức ngày 26 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Đinh Sửu, nạp âm Giản Hạ Thủy. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Tân Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tân Mùi tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Ngày âm lịch mùng 1 tháng 8 tức ngày mùng 7 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Mậu Ngọ, nạp âm Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch 13 tháng 8 tức ngày 19 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Canh Ngọ. Ngày âm lịch 13 tháng 8 tức ngày 19 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Canh Ngọ, nạp âm Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch 25 tháng 8 tức ngày mùng 1 tháng 10 dương lịch, nạp giáp Nhâm Ngọ, nạp âm Dương Liễu Mộc. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm 2021, tuổi Tân Mùi nằm trong bộ tứ hành xung, thìn, tuất, sửu, mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa,
vô hỷ át hữu họa, ý chỉ thái tuế đào đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ Tân Mùi sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho tuổi Tân Mùi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trên đây kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ với mọi người tử vi chi tiết của tuổi Tân Mùi 1991 tháng 8 âm lịch. Hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay sẽ giúp mọi người có thêm những kiến thức hữu ích, tránh hung, hóa cát, gặp được nhiều may mắn trong tháng 8 âm lịch. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn để thách thức mọi người, giúp mọi người trưởng thành hơn. Vậy nên đừng quá bi quan, hãy vững bước tiến lên phía trước, vượt qua thử thách, hoàn thành sứ mệnh của mình. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Mọi người đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.